Tử vi tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mệnh chủ tuổi Đinh Dậu thường là người có ý chí mạnh mẽ. Họ luôn sống có mục tiêu, luôn cố gắng phấn đấu trong cuộc sống. Trong năm 2020, tuổi Đinh Dậu vừa bị thái tuế kìm kẹp, lại vừa bị dịch bệnh ảnh hưởng, khiến mọi thứ của tuổi Đinh Dậu dù ở độ tuổi lục tuần đều bị đi xuống, gặp nhiều khó khăn. Nhờ vào tài năng và ý chí kiên định, mệnh chủ đã vượt qua được mọi khó khăn, thách thức trong năm 2020. Mọi sự cố gắng đều được đền đáp trong năm 2021. Tuổi Đinh Dậu dần khôi phục lại mọi thứ, thậm chí phát triển ngoạn mục hơn, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, có quý nhân nâng đỡ, tiền bạc ùn ùn kéo đến, đếm tiền mỏi tay, tiêu ba đời không hết. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ cho quý vị và các bạn về tử vi của ông bà tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, sức khỏe của tuổi Đinh Dậu trong nửa cuối năm 2021, vận trình của tuổi Đinh Dậu trong từng tháng và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu để quý vị và các bạn có một năm mới bình an và sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan tử vi của ông bà tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Tử vi nửa cuối năm 2021 dự báo vận trình của những ông bà tuổi Đinh Dậu trong thời gian này có nhiều chuyển biến tích cực. Vận quý nhân vượng, ông bà sẽ tìm được những dự án hợp tác tiềm năng, đối tác hợp chí hướng, hợp tác làm ăn thuận lợi. Nhưng trong thành công, may mắn chỉ là một phần, chủ yếu phải dựa vào sự năng lực của quý gia chủ. Ông bà chỉ cần chủ động giành lấy cơ hội, không ngại gian khó, ngày đổi vận chẳng còn xa. Hơn nữa, sự chủ động cũng giúp ông bà giảm bớt một vài áp lực tinh thần và luôn làm chủ tình huống, đặc biệt là để mọi việc được viên mãn, gặp nhiều may mắn và hóa giải các xung sát do thái tuế. Thì thầy Gia Cát khuyên ông bà tuổi Đinh Dậu nên mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài, thái tuế. Vật phẩm sẽ nghênh đón quý thần để hóa giải vận hạn, hung tinh trong năm 2021. Quý vị thân mến, phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của ông bà tuổi Đinh Dậu trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Năm 2021, ông bà người tuổi Đinh Dậu bước sang tuổi 64, ở độ tuổi có thể an nhàn, hưởng lương hưu. Nhưng vẫn có ông bà nặng tâm với sự nghiệp nên vẫn đang hăng say làm việc. May mắn là trong thời gian nửa cuối năm, ông bà không phải chịu quá nhiều áp lực, thậm chí nếu có cũng sẽ chủ động tìm được cơ hội để giải tỏa. Công việc có bước tiến triển ổn định, tạo nguồn động lực và sự yên tâm cho ông bà. Ngoài ra, trong thời gian này, vận quý nhân vượng, nhờ vậy mà các hạng mục dự án hợp tác của ông bà đều tiến hành trôi chảy, lợi nhuận thu về, khả quan. Tuy nhiên, ông bà nên tránh các việc dính dáng tới pháp luật, tranh chấp, kiện tụng, kẻo sẽ nhận phần thua thiệt về mình. Vậy nên trong thời điểm này, ông bà cần mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, tị, dậu, sửu để tăng cường may mắn, chiếu cát lành và tài lộc. Đặc biệt khi sử dụng, vòng ông bà sẽ luôn được quý nhân che chở và từng trợ công việc hành thông, quan hệ công việc
cũng dần tốt đẹp hơn. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi ông bà tuổi Đinh Dậu nửa năm 2021 cho thấy rằng ông bà được bán hợp quý nhân phù trợ, tài vận của ông bà khá hanh thông. Ông bà tự chủ được kinh tế, còn hỗ trợ được cho con cháu. Cơ hội đầu tư trong năm là không ít, đặc biệt là trong các dự án bất động sản, có thể thấy hứng thú, ông bà có thể tham gia, rất sẽ thu lợi nhuận khả quan. Ngoài ra, các khoản phúc lợi xã hội cũng tăng lên, giúp ông bà có nguồn năng lượng, lương hưu đảm bảo, không phải phụ thuộc vào con cháu. Để nắm bắt được cơ hội tốt trong thời gian này, ông bà tuổi Đinh Dậu hãy sử dụng pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn, chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển. Đồng thời, pháp khí sẽ giúp ông bà xua đuổi những vận xấu, ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn trong năm nay. Thứ ba, tình cảm và gia đạo. Nửa cuối năm Tân Sửu là thời điểm vượng nhân duyên với ông bà tuổi Đinh Dậu. Ông bà có cơ hội kết giao với nhiều người bạn cùng chí hướng, chung sở thích và có người còn giúp ích rất nhiều cho việc mở rộng và phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, duyên khắc phái quá vượng đôi khi còn có thể gây phản tác dụng, nhất là với ông bà đang có gia đình. Ông bà có thể rơi vào một số tình huống khó xử, không thể từ chối hoặc lại bị hiểu lầm. Tốt nhất, ông bà nên giữ mình trước những cám dỗ để không tạo thành ảnh hưởng xấu tới gia đình, những người thân yêu. Ngoài ra, trong thời gian này, ông bà hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp ông bà đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ, đặc biệt là giúp cho gia đạo êm ấm. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của ông bà tuổi Đinh Dậu trong nửa cuối năm Tân Sửu khá tốt, không tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ. Tuy nhiên, bệnh vặt khó tránh, thỉnh thoảng cơ thể của ông bà xuất hiện những trục trặc nhỏ. Nhưng gặp đúng thầy, đúng thuốc để chữa trị tốt, không ảnh hưởng đến quá nhiều tới sinh hoạt. Để có thể có một năm bình an, ông bà tuổi Đinh Dậu hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp ông bà xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ ông bà tuổi Đinh Mão suốt một năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là phần trình cụ thể của ông bà tuổi Đinh Dậu trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của các ông bà qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Bước sang tháng 7 âm lịch, ông bà tuổi Đinh Dậu nên đặc biệt chú ý đến tình hình sức khỏe của bản thân. Trong tháng có hung tinh chiếu mệnh sẽ dễ gây ra vận đen đủi, mọi việc không như ý, điểm báo bất chắc rình rập. Do đó, ông bà làm gì cũng cần phải cẩn thận, chu đáo, an toàn cho bản thân, tránh xa nguy hiểm, đề phòng tai nạn, sự cố khi đi đường. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Vốn phải cục diện tương hình, vận trình này của ông bà tuổi Đinh Dậu khá ảm đạm, mưu sự khó thành, làm gì cũng chúc chắc. Vì thế mà tinh thần ông bà có dấu hiệu đi xuống, sẽ suy nghĩ tiêu cực, thậm chí nản chí, có bỏ cuộc giữa chừng. Ông bà cần nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần, kẻo lạnh chưa dốc dài. Phương diện sức khỏe của ông bà cũng vì vậy mà ảnh hưởng, tuy không mắc bệnh nghiêm trọng, nhưng tinh thần xuống dốc, sẽ bị stress, cơ thể mệt mỏi, dễ ốm đau. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Tháng này, hung vận lấn át cát vận, khiến vận trình của ông bà tuổi Đinh Dậu thăng trầm bất ổn do cục diện tương hại thái tuế chi phối. Thách thức và khó khăn luôn là cơ hội. Khó khăn chỉ là tạm thời, người nỗ lực vươn lên, phấn đấu không ngừng nghỉ sẽ là người gặt hái được thành công ngoài mong đợi. Ngoài ra, việc đầu tư làm ăn trong tháng này, ông bà cũng cần hết sức thận trọng, kẻo bị gạt hoặc lợi dụng. Đây là phần tinh thần, sức khỏe và tiền bạc. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch, tâm điểm chú ý của ông bà tuổi Đinh Dậu là phương diện tài chính. Vượt qua khó khăn lúc trước, tài vận có dấu hiệu nâng cao trong tháng này, việc kiếm tiền trở nên suôn sẻ, thu hoạch được nhiều nguồn lợi nhuận khả quan. Nhờ vậy mà cuộc sống của ông bà được bảo vệ và nâng cao. Phương diện sự nghiệp cũng không có điều gì đáng lo ngại. Có những thời điểm ông bà phải tất bật với công việc, nhưng bù lại,
Thành quả thu về hoàn toàn xứng đáng, mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Dù quá trình xảy ra trục trặc, nhưng bằng bản lĩnh và sự nhanh nhạy, ông bà xử lý đâu vào đó. Thứ năm, tử vi tháng 11 âm lịch. Đây không phải là tháng may mắn đối với ông bà tuổi Đinh Dậu do ảnh hưởng của cục diện tương phá. Có điềm báo tiểu nhân rình rập gây trở ngại cho công việc, do đó ông bà phải luôn nhắc nhở bản thân bình tĩnh khi hành sự. Các mối quan hệ cũng có thể bị ảnh hưởng xấu do thái độ nóng nảy của chính ông bà. Hãy luôn kiềm chế cảm xúc thật tốt, tránh phản ứng quyết liệt trước những lời nói kích động của người khác. Bởi đó có thể là chiêu trò mà những kẻ ghen ghét gây ra để tìm cơ hội quật ngã bạn. Thứ 6, tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng này, tam hợp, thái tuế xuất hiện, mang theo may mắn cho ông bà tuổi Đinh Dậu về phương diện tình cảm. Mâu thuẫn giữa vợ chồng được hóa giải, gia đạo yên ổn, công việc cũng được tiến hành suôn sẻ, một vài khó khăn trong công việc sớm bị đẩy lùi. Thay vào đó là nhiều cơ hội thăng tiến, ông bà hãy chủ động và xông xáo để nắm lấy cơ hội phát triển sự nghiệp. Có điều, dấu hiệu tiểu nhân hay thị phi vẫn đang đeo bám, ông bà vẫn nên dành thời gian thận trọng ở thời điểm năm hết, Tết đến. Ngoài ra tài lộc của ông bà tuổi Đinh Dậu thời điểm cuối năm vẫn trên đà khởi sắc. Tuy nhiên, nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng, gần nhất là trong tháng cận. Tết việc sắm sửa tăng cao, chi nhiều hơn thu, tài lộc khó tụ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người cùng tìm hiểu vận hạn của ông bà tuổi Đinh Dậu trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn ông bà tuổi Đinh Mão. Trong nửa cuối năm Tân Sửu, ông tuổi Đinh Dậu bị hung tinh thổ tú chiếu mệnh. Thổ tú thường đem lại sự trở ngại, xung khắc, miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá giấu tay. Nhưng thực ra, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 âm lịch. Còn đối với bà thì trong thời gian này phải gặp sao, vân hớn chiếu mạng. Công việc ở mức trung bình, bà dễ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mù miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Ngoài ra ông bà còn gặp phải hạn ngũ mộ, chủ vé hao tài, bất an. Cho nên, ông bà không tin 70% thái quá, không cho ai ngủ, nhờ kẻo may mắn gặp tai bay, vạ gió, mất mát tiền của, mua đồ cẩn thận kẻo mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Thứ hai, luận hung các nhân vận 6 tháng cuối năm, theo là số tử vi. Cung mệnh của ông bà tuổi Đinh Dậu gồm có các cát tinh lộc tồn, phượng cát, giải thần, hàm chỉ tốt cho tài lộc và công việc. Hung tinh thì có bạch hổ, phi liêm, thiên quan, tác động xấu tới sức khỏe, đề phòng, thương tật, bất ngờ. Cùng tam hợp thì gồm có các sao, hoa cái, thiên phúc, long trì, tốt cho những người ngoại giao, những tuần, triệt, thiên, khốc, thái tuế, pha toái, quan phù, cản trở công việc, gia đình, có chuyện buồn khóc. Cuối cùng là cung xung chiếu thì có hai hung tinh lưu hà và tam môn, mang điềm báo gia đình có chuyện buồn, đề phòng tai nạn, sông nước. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của ông bà tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi, phong thủy. Để ích để được cập nhật nhiều hơn về thông tin tuổi của mình năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.